Với quyết tâm thực hiện mục tiêu kép theo phương châm vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo nền kinh tế hoạt động hiệu quả trong trạng thái bình thường mới của chính phủ, toàn thể cán bộ công nhân viên EVN-MPC đã nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, đồng thời thực hiện tốt chủ đề của năm 2020 của EVN là tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020 đạt mức cao nhất. Năm 2020, mặc dù bị tác động nặng nề bởi dịch COVID-19, nhưng mức tăng trưởng của EVN-MPC vẫn cao nhất trong các tổng công ty phân phối, đạt gần 75 tỷ kWh, tăng trưởng trên 6,7% so với năm 2019. Công tác đầu tư xây dựng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của năm 2020, qua việc khởi công 82 trên 65 công trình, đạt 126% kế hoạch năm và đóng điện 84 trên 81 công trình, đạt 103,7% kế hoạch năm. Cũng trong năm 2020, EVN-MPC đã tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020 với tinh thần quyết tâm hoàn thành xuất sắc chủ đề năm 2020 của EVN. EVN-MPC xác định năm 2021 là năm hết sức quan trọng khi cả nước triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 và là năm khởi đầu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025. Với nhiệm vụ nặng nề trong điều kiện hết sức khó khăn, EVN-MPC đặt mục tiêu tiếp tục đáp ứng đủ điện với chất lượng kỹ thuật cao, dịch vụ tốt, cạnh tranh, tiết kiệm chi phí, đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và năng suất lao động dựa trên nền tảng số. EVN-MPC phấn đấu trở thành doanh nghiệp số ngang tầm khu vực vào năm 2025.